Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Church News. Kính thưa quý vị và anh chị em, lại thêm một biến cố đau lòng. Kẻ phá hoại đã xúc phạm nhà thờ Công giáo Thánh Teresa Hài Đồng ở Mi Valley, Utah vào ngày thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua. Thì đây là một trong nhiều bức tượng đã bị phá hoại trên khắp Hoa Kỳ trong năm nay. Thì qua cái biến cố này, thì giáo xứ đã đăng cái thông báo đầu tiên trên trang Facebook của mình. Cái bài đăng bao gồm các bức tượng ảnh Teresa bị chặt đầu đặt trước nhà thờ của mình. Và dưới những cái bức tranh được đăng lên thì cha chánh xứ cũng đã viết một vài thông tin: xin hãy cầu nguyện cho người đã làm điều này để họ có thể tiến lên và nhận được sự giúp đỡ mà họ cần. Đây là một cái tình huống rất là đáng tiếc và chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin. Xin Thánh Teresa cầu nguyện cho chúng tôi. Và kế đó cũng đã có một cái bài đăng đầy đủ hơn như một cái thông tin cập nhật cho giáo dân của chúng tôi. Chúng tôi rất buồn khi báo cáo rằng một trong những cái ngôi nhà thuộc tài sản giáo xứ của chúng tôi đã bị phá hoại và đột nhập vào đêm qua. Chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát và họ đã thành lập một cuộc điều tra. Chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện các biện pháp để giữ an toàn cho giáo xứ của chúng tôi. Thánh Teresa, xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Đó là những thông tin được đăng trên trang Facebook của giáo xứ. Kính thưa quý vị và anh chị em, một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Mong rằng chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cùng với việc hy sinh hãm mình để có thể cầu nguyện cho những người đã phá hoại những ảnh tượng Chúa Mẹ và các thánh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Church News để ủng hộ kênh Church News. Xin chân thành cảm ơn.